Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Máy. Thì hôm nay ngày mùng 8 tháng 6 năm 2022 thì Minh Máy sẽ xả tập 999 trong các cái những cái sản phẩm thiết bị dụng cụ cầm tay chuyên nghiệp của Minh Phát, luôn luôn được đồng hành cùng tất cả anh em mình trong thời gian vừa rồi. Thì hôm nay cái số lượng mà Minh dọn kho cửa hàng có một số thiết bị trưng bày cũng như là những cái thiết bị lâu ngày quá rồi ha, thì mình mang ra mình xả kho, mình thanh lý cho tất cả anh em mình. Và đến đây rồi thì anh em hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ tiếp tục cho mình những cái clip lần sau và không bỏ lỡ bất cứ những cái clip nào của mình up lên hàng ngày. Và bây giờ thì mình sẽ xin giới thiệu từng chi tiết, từng sản phẩm trong cái clip này và cũng khá là dài, mong được tất cả anh em mình ủng hộ cho em mình trong cái clip này. Thì đầu tiên, hôm nay trong cái clip đầu tiên này thì mình xin giới thiệu cho anh em, đây là máy hàn Vico 200A. Máy này thì hiện tại mình đang bán với giá thanh lý cho anh em mình là 1.050.000. Máy này bao gồm có thiết bị đi kèm đầy đủ, dây 3m, 2m, mặt nạ hàn, búa gỏ rỉ. Một cái máy rất là nhỏ gọn, làm công trình, anh em hàn gia đình, mini, quảng cáo vân vân. Bảo hành sản phẩm lên đến là 18 tháng, đó là máy hàn Vico. Còn máy hàn thứ hai là máy hàn Akazaki. Akazaki mình đang thanh lý cho anh em mình giá là 850.000 thôi. Một con máy bảo hành sản phẩm 15 tháng đến 20 tháng cho anh em mình chính hàng. Máy này rất là chất lượng, bảo hành chính hàng nhá. Phụ kiện nó có gồm có dây hàn 1m, dây mát là 2m nhá. Giá 850.000. Rồi, đây là con máy hàn HVGel. Máy này là máy mini, tất cả đều dòng máy mini, giá 900.000. Có dây hàn 3m, 2m, bảo hành của hãng là 15 tháng nhá, 900.000. Là những chiếc máy hàn mini cực kỳ nhỏ gọn ha. Và đây là con máy hàn Linco, con này nó có hai nút chỉnh, đồng hồ báo điện tử ha, chui hàn cọc lớn, dây 2m, 3m. Con này bảo hành sản phẩm lên đến 15 tháng. Con này thì mình đang bán thanh lý xả kho cho mình giá là 800.000 một con máy này. Con máy hàn Yamasu 200M200, con này thì có 3 nút chỉnh. Con này thì giá để cho mình là 1.050.000 là mình thanh lý, nhà chỉ có lại một con thôi. Rồi, con máy hàn Vitex, con này có thể dùng 3 ly 2, dùng 2 ly 6, 3 ly 2 chuyên nghiệp, giá 1.100.000. Phụ kiện đi kèm nó cũng có dây 3m, 2m, mặt nạ hàn, búa gò gì đầy đủ phụ kiện, giá rất rẻ nhá, 1.100.000 một con. Con máy hàn Kobe, máy hàn Kobe này mình đang giảm giá cũng như là còn vài cây thôi, thanh lý trên cái mình giá 1050, bảo hành sản phẩm 2 năm, dây hàn 3m, 2m, phụ kiện đi kèm đầy đủ. Rồi, con máy hàn Yaxic 250, xác lớn công trình 3 ly 2, con này mình thanh lý cho anh em mình giá 1.450.000. Con này nó sẽ gồm có dây hàn là 3m, 2m, bảo hành máy sản phẩm lên đến là 15 tháng này. Đó là về những cái dòng máy hàn mà mình đang làm chương trình. Còn đến cái phụ kiện linh kiện thì đây là bơm xe. Đấy, bơm xe này để giá cho anh em mình là 150.000 một cái bơm đạp nhá. Một cái bơm đạp 150.000 có đồng hồ. Rồi, một số phụ kiện thì hôm nay mình thanh lý cho nên là cái clip của mình nó dài lắm, cho nên anh em cố gắng theo dõi nhá. Còn đây là cái máy thổi bụi của Hukan giá 480.000. Con máy thổi bụi của Detong giá 480.000, công suất 750W nha anh em. Đó. Rồi. Đây là bộ tip. Bộ tiếp từ 8 cho đến 24 có cần lờ thép chống rỉ. Bộ này rất là chất lượng, giá 150.000 một bộ nhá. 150.000 một bộ. Rồi là kìm chết. Kìm chết Crossman nhá. Đây là kìm chết Crossman, giá chỉ có là 90.000 một cái nhá. Kìm chết Crossman 90.000 một cái. Laser 5 tia xanh của Daiken 1 triệu đồng. Laser Bình Minh 1 triệu đồng. Laser HTCOM để thanh lý cho em mình 1 triệu luôn. Bản thanh lý cho mình 1 triệu đồng. Bộ máy khoan pin, bộ máy khoan pin có phụ kiện 24 món chi tiết đi kèm 2 pin. Bộ này giá 550.000 một bộ. Bộ máy mài đến từ thương hiệu của Dell, máy mài chính hãng nhá, thanh lý cho mình giá 1.300.000 một bộ. Rồi thân máy bu lông, thân máy bu lông nhá. Đó, thân máy bu lông 2.1, 400.000 một con, một cái thân nhá, thân là 400.000. Rồi, đây là về thân máy thổi bụi bằng pin của Hukan, giá con này chỉ có là 600.000.
thân thổi bụi nha, chân pin của Makita 600.000. Rồi về số máy mài thì bên mình có một số máy mài rất rẻ. Máy mài tay dài của Yamasu 980W, con này giá 450.000. Máy mài Makute 125, giá cho anh em mình là 750.000 một con này, công suất 1.400, còn có vài con thanh lý. Máy mài Freeman công suất là 950W, đá 100, sử dụng công tắc gạt ở sau đít, con này giá là 450.000. Máy mài tay dài Freeman 950W luôn, con này sử dụng công tắc móp, giá 450.000. Máy mài đeo, máy mài đeo là máy chất lượng chính hàng, công suất là 950W, con này giá mình sử dụng công tắc gạt ở sau đít, con này giá là 350.000. Máy Akuza 12 tia, máy Akuza 12 tia chính hàng, bảo hành mình 1 năm, giá 1.100.000 một bộ, có chân cao 1m2. Đây là máy bào gỗ của Panda, giá 750.000. Máy bào gỗ nhá, từ 82, 750.000. Đây là máy cắt gỗ, máy cắt gạch của Panda chính hàng, giá là 650.000 một con. Và về những cái thiết bị và dòng khoan máy bê tông thì đây là máy bot. Máy bot 3 chức năng có hộp đi kèm, con này giá là 650.000 một con. 650.000 một con như thế này có hộp đi kèm. Còn đặc biệt là mình thanh lý cho anh em mình, đây là bộ khoan 3 chức năng đến từ thương hiệu của HTCom. Máy này thị trường đang có giá rất là cao, mình thanh lý giá 1 triệu, bao gồm có 2 mũi đục, 3 mũi khoan 6, 8, 10. Về máy khoan Amax, đây là máy khoan Amax cùng 3 chức năng, giá thanh lý cho mình là 900.000 một bộ, bảo hành sản phẩm lên đến là 12 tháng. Con này gồm có là đầy đủ phụ kiện, giá để cho anh em mình là 950.000. Về máy phun sơn, đây là máy phun sơn bằng điện của Total 450W, giá con này là 550.000. Máy khò nhiệt, 320.000. Máy khò nhiệt nhá, 320.000. Và bộ bắn vít đầu 10 ly autolock không chổi than của Hukan, giá là 790.000 một bộ, bao gồm có hai pin và kèm theo một cái số phụ kiện đi kèm theo máy nhá. Rồi về bu lông thì bên mình đang có bu lông của Makita đây, bu lông Makita màu mới nhá, hàng chất lượng đó, 2 pin 10 cell, con này giá hiện tại mình bán là 900.000. Và đặc biệt hôm nay thì mình còn có một bộ Hukan X1 Pro, con này là X2 Pro, xin lỗi mọi người. Phụ kiện đi kèm có đầu tiếp, có mũi khoan 2 pin 1 sạc, giá 1 triệu. Con này mình còn có một bộ để mình thanh lý nhá. Và đây là bộ Makita 13 ly hàng tua nhanh, 1.100.000 một bộ. Và khoan 13 ly của T-Max giá em mình 500. Bán thanh lý HTCom 600, Amax 600.000 là những cái máy chính hàng đầu 13 ly autolock ha. Rồi đầu 13 ly. Còn bên này là có máy hít gạch của HDH, giá 1.300.000 một bộ. Rồi súng bắn DV bằng hơi Yakima để cho mình giá 250.000 một bộ. Và đây là máy rửa xe bằng pin của Deadtone. Bộ này còn có một hai bộ thôi, mình thanh lý 700.000 một bộ. Thì hôm nay tập 99 mình mới soạn được một số hàng trong cửa hàng, cho nên là cũng chưa đủ, còn rất là nhiều. Thì những cái ngày mai mình sẽ lên một clip mới nữa, thì anh em ủng hộ ha. Thì trong cái clip này mình có giới thiệu cũng khá là nhiều cái sản phẩm ở đây, với cái giá thì khá là ok rồi đó, giá là giá bán xả rồi. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình cho mình ha. Và bây giờ thì mình xin tạm dừng cái clip ở đây. Rất là mong được tất cả anh em mình ủng hộ và cho mình một like, một đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ những cái clip nào mà mình up lên hàng ngày. Và bây giờ thì mình xin chào và gặp lại. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại trực tiếp trên màn hình, có Zalo hoặc nhắn tin hoặc gọi điện cho mình. Mình sẽ trả lời và mình sẽ là ship code về đến tận nơi. Thì anh em kiểm tra hàng mới ghi thanh toán tiền ha. Và bây giờ thì mình xin chào và gặp lại. Và xin chúc tất cả anh em mình nhiều sức khỏe ha. Bye bye.